đây anh nhá. Ai con bảy cước tiêu về của anh đây. Đấy. Vẫn nguyên inox nhá, chưa hề bỏ ra luôn nhá. Đấy, em chỉ có bỏ ra khỏi thùng em cắm điện vào em test luôn nhá. Đấy. Đây đường quang cắm này. Đúng chưa? Ra đường quang nhá. À, chuyển đường khác mất tiếng này. Phải đúng đường quang này. Nhá, đấy. Đây em sẽ thử cho anh từng đường này, đường tiếp ao này. Đây nhá. Đúng chưa? Cái vô đu này nhỉ. Đây nhá. Được chưa? Rồi em thử đường đỏ này. Chút tơi trắng ra nhá, cắm dây đỏ vào này. Đây thì ví dụ nha, bây giờ thí dụ như bây giờ cái dây này bị lỗi đi, cái dây đỏ này bị lỗi đi nhá, mình thử bằng cách này. Đấy thì em cắm sang đây này, thì là cái loa bên tay phải nó phát này, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ nhá, rút sang cắm sang đây này, đúng không? Đấy thì là đường vẫn ra, đúng không? Đường vẫn ra bình thường, có nghĩa là gì? Đường vẫn ra bình thường, vẫn ra bên phải bình thường, đúng không? Vậy thì có nghĩa là gì? Hai con này không vấn đề gì cả, mà đang là do dây đỏ có vấn đề, đúng không? Hoặc là cái vé đỏ có vấn đề. Đấy, thì bây giờ mình muốn làm là mình phải đảo ở dưới cái con vang này của mình. Đấy, ví dụ con vang của anh đây là dây trắng, đúng không? Bây giờ anh lại đảo xuống cho em dây đỏ. Thì dây đỏ đang bị lỗi, đúng không? Thì bây giờ rút dây đỏ ra này, cắm đúng cái dây trắng vào cái chỗ dây đỏ nó đang bị lỗi, đúng chưa? Vẫn đen nhá, đúng chưa? Đây này, cắm sang này. Còn nếu như mất tiếng, nếu như ở đây nó mất, nếu như cắm kiểu này mất tiếng thì do cái đường này còn đang có vấn đề, được chưa? Đang là do cái đường này có vấn đề. Đấy, do cái cổng và cái đường này có vấn đề, mà không phải do dây, được chưa? Đây anh đảo nhà cho em này. Này anh sẽ biết là dây có bị lỗi không này, nhá. Đây, bây giờ đảo đỏ thành trắng, trắng thành đỏ, vâng. Đấy nhá. Đấy. Đấy thì là như vậy, được chưa? Đảo anh phải đảo nhiều kiểu vào. Đấy, cái nữa là nhiều khi là gì? Chính cái việc mà anh cắm lỏng cái dây quang nó cũng bị này. Hoặc là mua phải cái dây quang đởm quá nó cũng bị này. Đấy. Đấy. Cắm cái dây quang này lỏng nhiều khi là nó sẽ bị mất một bên tiếng. Anh lưu ý cho em nhá. Đấy. Đây, chạy mầm đây còn sao đâu. Đây bảo nó do lỏng đi, do lỏng do vận chuyển đi đây. Đây, không hề bị làm sao nhá, đấy. Không thể nào bây giờ nếu bảo nó do lỏng chân, lỏng tay thì khả năng không phải. Đấy, đập vào mầm này còn chả bị làm sao. Này. Không hề bị vấn đề gì nhá. Đấy, có rồi. Không đập nữa. Đập sợ là lại hỏng cái con âm đi ở dưới của em mất nhá. Đấy anh thấy không? Chạy âm mầm luôn. Đấy. Ấy thì có thể là do cái phần này thì nó không phải rồi, đúng không? Đấy. Đấy nhá. Đấy, có vấn đề gì đâu. Đấy, vấn đề gì đâu bác ơi. Ê. Đấy nhá, chạy được khoảng 4-5 phút rồi, không vấn đề gì nhá. Đấy thì anh kiểm tra lại cho em các cái thiết bị của anh đi. Dây dợ là cái đầu tiên, vâng. Và cái thứ hai là cái cổng kết nối ở dưới quang, xem là mình có cắm nhầm ở đâu không anh nhá. Vâng, đấy, ok, vâng.